một lần nữa con cảm ơn bà Cindy đã gửi tiền cho con mua điện thoại. Và bây giờ con không được đi vay ai để gọi. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đạt thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa cho em Quân luôn các bác. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua được cái phần quà đấy rồi. Và cái hoàn cảnh của em Quân cô bác thì cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa. Tại vì là có rất là nhiều cô bác xem sau không có biết về cái hoàn cảnh của em Quân ấy cô bác. Thôi cô bác, em Quân thì năm nay 14 tuổi. Lúc mà em ấy mới sinh ra thì không may là người mẹ em ấy bỏ em ra đi lúc em còn 40 ngày tuổi, chưa kịp cai sữa gì, chỉ uống sữa mẹ được đâu đó rồi vào tầm 40 ngày. Và đến lúc em mới lớn lên thì bố em mới bị một cái căn bệnh mà gọi là rất là hiểm nghèo cô bác, bị ung thư hay sao ấy cô bác ạ. Và cháu Lực cũng tìm hiểu là bố của em đấy thì bị ung thư và không có tiền chạy chữa nữa, cho nên là giấu gia đình. Là bây giờ người bố của em đã ra đi mãi mãi rồi. Trước kia thì bố của em có lấy thêm một người người vợ mới nữa. Là trước kia thì bố của em có đi thêm một bước nữa cô bác, và cũng sinh ra được một em bé. Bây giờ em bé thì tên là Hiếu, năm nay thì cũng được 2 tuổi rồi cô bác. Mà người mẹ của bé Hiếu thì bỏ đi rất là vô tâm cô bác, không có làm, còn là chưa kịp làm cái giấy khai sinh đã bỏ đi rồi. Và bây giờ em Quân mà liên lạc lại với người mẹ kế của em Quân để về làm một giấy khai sinh thì chặn hết tất cả các số điện thoại xung quanh hàng xóm của nhà em Quân này cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác anh chị là cùng xem hết video ạ. Đây là cái con đường mà nhỏ nhỏ mà chỉ là đi bộ được thôi, đi vào đường nhà em Quân cô bác ạ. Nhà em Quân thì được nằm ở tít trên kia kìa cô bác, không khó được xe máy đến tận nhà. Trong thời gian cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được rất là nhiều quý cô bác quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân. Ôi, em chào anh ạ. Quân, em chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Quân đi đâu đấy? Dạ, em sang nhà chú mượn điện thoại để gọi cho trưởng bản ra hộ cháu, hộ em ạ. Gọi trưởng bản à? Vâng ạ. Nhưng mà cái này là trước trưởng bản là nói với mình hay là bây giờ mình tự nhớ? Mình tự nhớ thôi ạ. Mình tự nhớ à? Vâng ạ. Trước thì có được bác là ngỏ lời cho em, nói cho em chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Và bây giờ thì em muốn gọi cho bác là hôm nào làm đám ma cho bố thì gọi người ra hộ đúng không? Vâng ạ. Rồi. Nhà anh thì tận đâu? Đây thôi. Đây, bây giờ thì cháu được xé theo chân của em Quân của bác, xem là em ấy đi nhà của anh nào để mượn điện thoại. Ôi, đây là Châu của nhà chú, Châu của nhà anh à? Vâng. Đi vào đường nào? Ôi rồi, đây thì có cả em bé này. Cắt sao lại cắt tóc như này đấy? Hả? Ôi rồi, đây chắc là cầm tăng đơ là tự cắt với nhau đấy. Hầu như là cái ngôi nhà trên vùng cao hay cô bác được tất cả bà con ở trên này là làm hoàn toàn là bằng cái gỗ này hết thôi. Ít khi là làm nhà xây lắm, tại vì là cái đường mà vận chuyển vật liệu nó hơi là khó khăn. Ôi, nhà bác này cũng để làm gọn gàng lắm đây nhỉ. Nói là chào bác nhá. Bác ra khỏi chửi với. Nông như thế nào đây? Chị Năm Tràn đấy chứ. Bác như Quân thì đây là bác mà em hay ra gọi điện thoại nhờ à? Thế thì bây giờ chắc là cho em Quân để gọi điện thoại nhờ một cuộc ấy cô bác. Rồi thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi vào nhà của em Quân và trao cái phần quà rất là đặc biệt này cho em Quân cô bác. Bên kia là bác gái à bác? Vâng. Bác thì hôm nay có đi đâu làm gì không? Như em Quân thì hay ra nhà bác là mượn điện thoại để gọi à? Vâng. Và may mà có các bác ở gần, các bác thương em Quân lúc nào cũng cho em Quân mượn điện thoại để gọi. Vâng.
hầu như là lên trên vùng cao các bác, có những cái chén nước chè này là được các bác là tự đi hái về, là tự sao đối bác nhỉ? Vâng. Cái này là nhà bác tự trồng à? Vâng. Ồ. Như bác là ở gần đây chắc là nắm cái hoàn cảnh của em Quân thì khá là nhiều chứ bác? Vâng. Cháu nghe em Quân kể bảo là mẹ của Quân đấy. Nhưng em Quân là theo em Quân kể với cháu ấy, bảo là mẹ của em ấy bỏ lúc mà đi, lúc mà được 40 ngày tuổi hả bác? Vâng. Xong thì bây giờ lớn lên thì lại bố lại bị căn bệnh mà rất là hiểm nghèo mà ra đi rồi. Vâng. Quân thì chắc ở khu này là nhà Quân là khổ hết rồi, khổ lắm ở trong khu này đúng không bác? Vâng. Thổi ca khổ lắm, thổi ca, bố ca chết mình, ca chết này, không có đi à. À. Bây giờ thì có thể nói là Quân là bây giờ trở thành là trẻ mồ côi rồi đấy. Dạ, không có tiền, không có kinh nghiệm, không có gì nào. Con bò, con trâu, không có. Ông bà thì cũng ông bà thì cũng già lắm rồi nhỉ, không có đấy. Hầu như là bà với lại ông với lại em Quân thì cái mức độ mà để mà làm mà lao động đấy thì chưa có được được cho lắm. Bây giờ thì gọi điện thoại xong thì anh em mình về nhà đi nhỉ. Vừa rồi thì em Quân cũng bảo với bác bảo là mượn điện thoại để gọi cho cái anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn thì ở khá là xa. Đợi em Quân gọi xong thì hai anh em sẽ đi về nhà em Quân thôi. Gọi xong chưa? Dạ. Thế thì bây giờ anh em mình đi về đi nhỉ? Cảm ơn bác mà. Đấy, vừa rồi thì em Quân cũng có gửi lời cảm ơn tới bác gia đình thôi. Làm béo đấy bác. Bác, bật lan ra đây bác. Hôm nay thì có vẻ như rất là nắng hôm nay á. Như bác này thì có phải bác ruột này em không? Không ạ, đây là bác hàng xóm kìa. Đây là nhà bác hàng xóm à? Hầu như là em Quân đi gọi điện cho hai cô bác đều ra cái nhà bác này và được bác là cho gọi nhờ. Nhà bác thì cháu được nhìn thấy là cũng có vẻ là có gọi là khá giả một chút cô bác. Nhìn là nhà cửa bác thì rất là gọn gàng. Ông với bà thì có ở nhà không? Lúc đấy ông đi chăn bò sao ấy. Ông mà đi chăn bò à? Ôi rồi, thời tiết này đang rất là nắng này cô bác này. Ông thì ở nhà cũng chịu khó đi chăn bò này, đi lấy cỏ này, làm rất là nhiều công việc để gánh vác cho em Quân một chút luôn. Ông thì bây giờ đi làm thuê thì không có làm được nữa rồi. Một cái dáng người mà rất là nhỏ cô bác, gánh vác cả gia đình. Hôm nay thì các bác kia còn nó còn ở lại nữa không? Không ạ. À. Không à? Ừ. Bây giờ thì cũng đã đến nhà em Quân rồi cô bác. Đi đâu đó rơi vào tầm là độ là tầm 20 phút đến 25 phút đi bộ. Vừa mới bước vào là nhìn thấy cái ngôi mộ của bố em Quân. Còn ở đây còn là rất là mới luôn. Đây là những cái viên đá chắc là em Quân đi đục đi đéo về để em làm lại cái phần mộ cho người bố. Ông thì đi chăn trâu ở tận đâu? Trên kia à? Chỗ này thì hôm qua là được các bác là các chú là làm hộ cho à? Vâng ạ. Như cô bác có thể nhìn thấy cái ngôi nhà của em Quân với lại ông bà đang ở. Một cái ngôi nhà mà làm còn chưa có được hoàn chỉnh. Và ngôi nhà thì gọi là làm tạm bợ, không có
được những cái tấm ván, tấm gỗ mà che ở ngoài đàng hoàng, được những cái tấm tre nữa, xong lại những cái tấm pro quay lên thôi, có những chỗ thì phủ cái tấm ni lông này, cái tấm chiếu này để lên để tránh cơn gió. Cái cầu thang của nhà em Quân mà lên mà không có lên mà cẩn thận là có thể là bị trẹo chân và bị ngã luôn cô bác. Bà thì đi đâu rồi? Bà chắc đưa em đi chơi rồi. Bà là đưa em đi à? Vâng. Bà ở đây thì hay đi nhà nào? Đi nhà bà hàng xóm đi chơi. Đi nhà bà hàng xóm à? Vâng. Ở nhà thì bé Hiếu hay khóc à? Những cái chỗ nấu cơm của nhà em Quân cô bác, những cái xoong nồi chảo thì chắc là cũng được mua từ rất là lâu rồi. Trước kia thì chắc là được bố gửi tiền về là dùng cái số tiền đấy để mua. Vào cái phần ngôi nhà cô bác thì cô bác có thể nhìn thấy cái chỗ ngủ của gia đình em Quân đấy cô bác. Chỗ này thì chắc là để tránh những cơn gió lùa về này thì được dùng những cái tấm chiếu đó để quay vào, không cho cơn gió thổi vào. Như ngôi nhà này thì đến mùa đông thì ở có lạnh lắm không? Có. Lạnh lắm à? Vâng. Có lúc thì có gió thì lạnh lắm. Ông với bà, em cũng lấy chiếu cho ông với bà. Ông với bà cũng bảo là lạnh. Cũng bảo là lạnh à? Ừ. Thì bà thì cũng vừa về từ cô bác. Thì Hiếu về đây này. Hiếu cả Hiếu về đây là. Ờ. Để hay lại lên. Cái hàng bông. Chứ tại giờ không gây trễ. Đây mà. Em Hiếu thì vừa rồi bà có kể với cháu Lực là vừa nãy khóc quá cho nên là đi theo mấy em nhỏ hàng xóm là đi ra bên kia chắc là để đi chơi. Như hôm nay anh lên thì anh có đem cho em một cái phần quà. Đấy, một cái phần quà của bác Cindy, bác ở tận biên Mỹ gửi cho em. Đó. Và hôm nay thì cháu Lực có được bác Cindy là gửi cho cháu Lực tiền và nhờ cháu Lực đi mua điện thoại. Bác thì có gửi cho cháu Lực là 1.000 đô và trong đó thì có cho cháu Lực là 100 đô, còn lại thì sẽ mua điện thoại cho em Cương một cái này, cho em Quân một cái này. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua cái điện thoại lên cho em Quân rồi cô bác. Cộng thêm thì bác có dặn cháu Lực là mua thêm một cái kính dán cường lực và một cái túi nữa. Đấy, hôm nay thì cháu Lực mua đây là cái phiếu mà cháu Lực mua hàng ấy cô bác, là người đi mua là Lê Văn Lực này, và số lượng thì cháu Lực là mua 2 cái, một cái là 2.500.000, là 2 cái, một cái là 2.500.000, 2 cái thì là 5 triệu cô bác. Và cháu Lực có mua thêm cho em làm thêm một cái túi nữa này cô bác này. Cái túi này thì sẽ để em đeo là để cất điện thoại vào đây, cộng thêm là một cái ốp điện thoại nữa này, và một cái kính cường lực nữa. Còn là cái kính cường lực với lại ốp điện thoại này thì sẽ kèm theo cái điện thoại này luôn này cô bác, cho nên là không có phải bị mất tiền nữa. Đấy, hôm nay thì bác Cindy, bác có nhờ anh là mua cho em một cái điện thoại này này, để cho em là liên lạc nhá. Đây thì điện thoại này còn chưa bóc siêu luôn cô bác nhá. Còn là tem này, tem thì dán ở đây. Em Quân thì em thì đã bao giờ sử dụng qua những cái điện thoại như này chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Bây giờ thì cháu Lực sẽ
bóc cái phần là điện thoại này ra cho em Quân cô bác. Thưa cô bác, bây giờ thì cháu được xé, xin phép là bóc cái điện thoại này ra cho em Quân cô bác. Quân thì hôm nay nhận được cái phần quà này có vui không? Có ạ. Rồi, bây giờ thì có phần quà này vào, sim thì anh cũng đã mua cho em rồi. Thì có những cái gì thì sẽ dùng xin số của người ta lại, xong là gọi nhá. Có thể nói là lần đầu tiên em Quân được cầm một điện thoại cảm ứng. Trước khi thì em hay dùng điện thoại gì? Được dùng điện thoại bàn phím. Bàn phím à? Nhưng mà đẹp lên lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Đây em tự mở ra đi. Đấy. Đây, đây trong này thì có cả đây sạc nhá. Đây đây sạc đây con nải đi màu vây mà lầu tô tô đi bằng thì phải vô mình không nải được cao cao đây ra đi xong là đây, mở nguồn nó lên đi anh đi thấy đắt ở đây đây là anh mua cho em là cả cái ốp này nhá. Đây sạc của mi nóng nó cầm kính cường được đấy. Đây, ra đây anh dán cho cái cường lực đó trước đấy. À, cái điện thoại này thì cháu Lực đi mua, cháu Lực phải lặn lội từ rất là xa, đi từ trên nhà xuống, đi tiếp tận cái huyện thì mới mua được cô bác ạ. Dán cái kính cường lực này sẽ nó sẽ chống là chống xước luôn. Long bên này ủa bờ mau đâu ảo hao anh Hiếu đi về rồi đấy nhỉ. Nên mà ai hiếu thì cũng về thôi cô bác ạ. Dạ. Nè. Năng chưa cúi chân mà. Bây giờ thì cháu Lực sẽ chỉnh cho em Quân á. Chơi lắc à. Đâu phóng mau bờ mau. Phải lựa chọn cái tiếng Việt á. Điện thoại này thì sẽ để em là dùng để nghe gọi nhá. Đấy. Bây giờ thì cũng đã lên rồi. Anh nhà lắp sim rồi đó. Vừa rồi thì thấy được sim ở đây. Cái này thì lắp được 2 sim nhá. Mẹ nhiều mà nó bố bố bao ạ đau nghe mất sạc người sập đuôi tay. Bây giờ thì con đá lên màn hình và lên xin của bác. Bây giờ thì đây sẽ một cái ốp nhá. Lắc điện quần ấy chẳng biết chỗ ảo chỗ đó. Bây giờ thì anh gửi cho em nhá. Còn đây là kèm theo thêm là một cái túi nữa nhá. Cái túi này thì sẽ để em lấy được điện thoại nhá. Đấy và cô bác Cindy thì cũng có dặn là cháu Lực là nhờ cháu Lực mua cho em Quân
thêm là một cái túi nữa để cho em Quân là được đựng điện thoại này. Anh thì cứ để sạc đây nhá. Còn lại lên màu vây của màu lầu tôi. Còn là cái hộp thì anh không sẽ để nguyên lại cho em nhá. Ừ. Tôi đầy đủ, có vây đắp hay gì. Mới cầm anh. Xong thì lấy số của anh lại nhá. Bây giờ thì lấy số đấy. Đọc số không ạ? 0378. Đã chưa có tiền. Đấy, bây giờ thì anh sẽ nháy qua cho em nhá. Rồi có gì thì gọi cho anh nhá. Đấy. Hôm nay thì em nhận được cái phần quà này thì em có thấy vui không? Có ạ. Có à? Ừ. Đấy, cái này thì dùng để lúc mà điện thoại cẩn thận là với bé Hiếu nhá. Ừ. Đấy, bé Hiếu thì còn bé không biết là dưới gì đó, sợ em lại cầm được thì em lại lên ném đấy nhá. Vâng ạ. Thì là vào cái khuôn mặt của bé Hiếu cô bác rất là tội luôn, không có hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Người bố của mình thì bây giờ đang nằm kia rồi. Và anh bị trắng tuổi bóng ảo bóng em Quân nói dối bóng bỡ ảo bóng á, nói dối là bố đang đi làm để lấy tiền mua sữa cho em luôn. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin gửi lời cảm ơn tới bác Cindy. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cái món quà, cái phần quà này thì nếu mà để mà em Quân mà bây giờ để mà mua, dành tiền để mà mua thì em Quân không bao giờ dám bỏ ra cái số tiền đấy để mà mua cho mình một cái điện thoại như này. Một ngày thì em mới đi làm thì có vài chục nghìn thôi cô bác ạ. Thế bây giờ thì em gửi một lời và cũng chúc cho bác Cindy, chúc cho bác thật nhiều sức khỏe và luôn là thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì sẽ cho em Cương gửi một lời cảm ơn với bác Cindy. Em Quân thì bây giờ đang chăm chú là nghịch cả cái điện thoại một chút cô bác, tìm hiểu thêm những cái thông tin còn là mình còn chưa biết. Quân ạ, Quân này có thích điện thoại này không? Em thích ạ. Thích lắm à? Bây giờ thì có cái điện thoại vào rồi thì không phải đi mượn bác để mà gọi nữa. Đấy. Con cảm ơn bà đã mua điện thoại cho con. Nhưng mà hôm trước chú lấy tiền cho cháu nhưng mà cháu không dám tiêu. Nhưng mà cháu mua thì sợ hết tiền. Cháu cũng phải đi làm để kiếm tiền để mua gạo cho cả nhà ăn. 4 triệu đấy con lấy mua má vàng để cho dành cho bố với mẹ. Con chúc cô, con chúc bà luôn mạnh khỏe, luôn thành công trong công việc và giúp đỡ nhiều người hoàn cảnh khó khăn như con ạ. Có thể nói nhìn trong vào cái đôi mắt của em Quân cô bác chứa thật nhiều những cái nỗi buồn, chứa thật nhiều những cái không cảm xúc mà nó khác nhau luôn. Nhìn vào trong cái khuôn mặt của người bán cô bác trên khuôn mặt thì hiện rất là nhiều những cái nếp nhăn rồi. Ở nhà thì chỉ có trông được bé Hiếu thôi. Bây giờ thì mọi trách nhiệm, mọi gánh nặng đều dồn lên trên đôi vai bé nhỏ của em Quân này. Hôm nay thì không có các bác là gia hộ nữa nhỉ? Tối mới gia hộ em. Tối mới gia hộ à? Ừ. Thế tối là dần gia hộ để làm gì nữa? Tối để xem chỗ nào còn làm được thì hộ làm. Có thể nói là xung quanh hàng xóm của nhà em Quân đấy cô bác. Ban ngày thì các bác trời đang nắng như này thì các bác tranh thủ đã đi làm những công việc gia đình chỗ gia đình của mình, và đến chiều thì gia hộ em Quân xem có những công việc gì thì gia hộ em Quân nốt để chuẩn bị cho ngày làm ma chay cho người bố của em Quân. Có rất là nhiều cô bác thì cũng có bảo với cháu Lực tại sao bố của em Quân ra đi như vậy, ngôi nhà đã nghèo rồi còn phải làm rất là nhiều cái thủ tục mà nó cổ hủ, nhưng mà cái này nó là phong tục của đồng bào dân tộc Nùng rồi, cho nên là bắt buộc là phải làm mà như vậy cô bác. Đấy, cái túi đấy thì đi đâu thì em sẽ cất bỏ điện thoại vào đây nhá. Đấy, tránh là mình để vào túi nó sẽ bị rơi, còn là em đeo như cái túi này đi thì nó sẽ không có bị rơi nhá.
Phải nói là cái phần quà mà bác Cindy gửi tới cho em Quân cô bác rất là ý nghĩa luôn. Cái điện thoại này thì bây giờ em sẽ không phải đi ra ngoài để mà mượn các bác hàng xóm của nhà em Quân để mà liên lạc cho người ta nữa. Và có những công việc gì thì có thể là gọi cho anh nhá. Đối, anh thì vẫn còn là tiền quý của nhà em. Hãy mai thì anh sẽ cầm sổ lên và anh sẽ đọc lên cho em là có những bác nào gửi cho em nhá. Đấy, phải nói là Quân, thưa cô bác, có một cái số phận mà rất là đáng thương cô bác ạ. Năm nay thì mới được có 14 tuổi thôi mà đã phải gồng gánh cả gia đình, gồng gánh tới 4 miệng ăn rồi. Đấy, có những có điện thoại này vào thì cũng đừng có lạm dụng vào điện thoại có nhá. Đấy, chỉ có những công việc gì thì cần thiết mà gọi thôi nhá. Đấy, còn là có những cái điện thoại này thì bé Hiếu như này thì bây giờ cũng không có biết cái gì đâu. Cho nên là em ấy cầm được, nếu mà em ấy cầm được thì em ấy sẽ bỏ đi hay là để làm rơi nhá. Đấy, để trên cao cao một chút. Bây giờ thì em còn điêu làm công việc gì nữa không? Có ạ. Có à? Bây giờ em sang bên kia phụ bác Uno một tí. Phụ bác Uno à? Bây giờ đi luôn chưa? Đi luôn rồi. Đi luôn rồi à? Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đi theo chân của em Quân sang bên kia xem em ấy Uno một chút cô bác ạ. Cái đấy là của nhà em hay là của ai? Dạ. Của nhà em hay của ai? Của nhà em một tí, của nhà bác một tí. Của nhà em một tí, nhà bác một tí à? Rồi. Đây, làm bé nó thôi. Không buộc à? Bác ra hộ nhà em xong là em lại hộ nhà bác một tí. Em lại hộ nhà bác à? Thế vừa rồi thì em đang vun ngô dở à? Vừa đang vun ngô thì là đi gọi bác trưởng thôn à? Thằng bác trai gọi bảo là cho sang bên kia gọi bác trưởng thôn để còn có người ra giúp ạ. Ở đây thì có rất là nhiều bạn nhỏ ấy nhỉ. Đây là của con nhà chú dưới kia, con nhà các anh dưới kia. Em Quân thì còn bảo với cháu Lực thời gian tới thì em sẽ lại đi làm những công việc này, đi làm thuê cho người ta, xem là có bác nào thuê em ấy để em ấy đi vun ngô cô bác ạ. Những cái đứa trẻ ở trên vùng cao ấy cô bác cũng bây giờ thì cũng đã biết là cầm cuốc để vun rồi, nhưng mà cái này thì bé, những bé này vun không chưa có được ký cho lắm. Cái chỗ này là của nhà em à? Nhà bác là ở trên kia. Là trên kia à? Vâng, bác được mấy thửa, em cũng được mấy thửa. Thế như nhà em thì cái phần ruộng của nhà em ấy thì có đủ ăn không? Không ạ, có mùa thì không được ăn, có mùa thì vừa đủ. Vừa đủ à? Có mùa không đủ. Mùa nào không đủ thì ra nhà bác, không là bác gọi lên cho vay ít. Lúc nào có lại trả bác. Lúc nào có lại trả? Vâng ạ. Trước kia thì còn có bố của em Quân có bác đi làm và gửi tiền về hàng tháng. Nhưng mà bây giờ thì không có còn là được như thế nữa rồi cô bác ạ. Chỗ này phải trồng tùng không ạ? Hầu như là những cái công việc này thì các bạn ở trên vùng cao hầu như là bạn nhỏ nào cũng biết làm thôi cô bác. Nhưng mà do cũng phải là do mỗi người có một cái số phận, một cái hoàn cảnh.
có những bạn nhỏ thì còn bố còn mẹ thì đi làm cho nhà mình, còn như em Quân bây giờ thì không còn bố không còn mẹ, phải đi vun ngô thuê này để lấy tiền về mua gạo, mua thực phẩm, mua những cái mắm muối, mì chính để lo cho gia đình mình. Và cháu Lực cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị là cháu Lực chia sẻ những cái hoàn cảnh lên thì cũng được rất là nhiều quý cô bác, anh chí, quý cô bác, anh chị là cùng cháu Lực chia sẻ những cái tấm lòng vàng của các bác tới cho những hoàn cảnh. Hôm trước thì lên bắt gặp em Quân với lại gia đình của em Quân là ăn cơm để chan với nước lá. Nhìn vào thì rất là tội và rất là đáng thương luôn. Ông với bà thì năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi, còn phải là ăn cơm chan với nước lá. Như em Quân kể với cháu Lực, bây giờ thì bố cũng đã mất đi rồi. Trước kia thì ông với bà là chăm sóc lớn lên, bây giờ mà không có tiền để mà trả cái khoản ngân hàng cho người bố của mình thì bên chính quyền người ta sẽ ra thu hồi cái ruộng đất của nhà em Quân, thì em Quân sợ là ông bà là đói. Bé Hiếu thì cũng chạy ra đây rồi cô bác, đi qua cái người bố của bố của mình thì không biết là đấy là người bố của mình đang nằm ở đây nữa. Bây giờ có những lần mà bé Hiếu hỏi em Quân bảo là bố của mình đâu rồi, em Quân trả lời, em Quân đều nói dối là bố đã đi làm xa rồi, mẹ cũng đã đi làm xa rồi để mua được những cái hộp sữa cho em. Nhưng mà sự thật là không có phải nữa rồi cô bác. Người bố của mình đã ra đi mãi mãi rồi. Năm nay bé Hiếu thì được 2 tuổi rồi, còn chưa làm được cái giấy khai sinh nữa. Ba. Hai anh em mặc dù là cùng cha khác mẹ cô bác. Bé Hiếu thì hầu như là em Quân đi đâu là bé cũng đều theo hết. Bây giờ thì đang có thể là vun ngô ở gần nhà cho nên là bé Hiếu có thể là ra đây được. Khuôn mặt của em bé Hiếu, em Quân cô bác nhìn trông rất là tội. Cái mũ hôm nọ mà anh mua cho đâu rồi? Để nhà. Vâng. Sao không đeo vào đây? Không, em chưa đeo. Sao lại chưa đeo? Em... anh mua mũ rồi thì phải đeo chứ. Để đi em để dành lúc. Cái mũ đấy thì nắng nóng như này thì em phải đội vào chứ. Không, em để dành lúc nào em đi làm thuê em mới đội à. Ôi giời. Bây giờ mà em mà không đội như này, tối nay mà em bị đau đầu hay là bị ốm thì làm sao mà còn có sức để mà lo được cho ông với bà cho em nữa. Em thì làm em không đội mũ quen rồi ạ. Cũng nếu mà bị thì cũng lâu bị một lần thôi. Lâu bị một lần á? Vâng. Thế trước kia mà bị ốm thì có uống thuốc không hay là như nào? Không ạ. Ông tự đi tìm thuốc về cho ạ. Tự đi tìm thuốc á? Vâng. Đây là có phải đi mua ở hiệu không? Không ạ, ông cũng biết một ít thuốc ông đi lấy về cho. Ôi rồi, có nghĩa là ông là biết là đi tìm những cái cây thuốc mà ở ngoài đúng không? Vâng ạ.
Ông thì bây giờ thì đang đi chăn trâu rồi cô bác. Chăn trâu dưới một cái ánh nắng mà bây giờ rơi đâu đó tầm là gần 27 đến 30 độ C rồi. Má. Này mà. Mình này à? Bố có tại kiên đâu. À mình này nè. Bố có tại kiên đâu à? Kiên cho con ra. Bố nhiều. Đã bước chân rồi hết. Mình đang còn thúi nữa đi tết bên viên đấy chưa? Bố à. Thế kiên đâu? Ý kiên đi bật tết còn thúi bên viên rồi. Mình đang lấy xô nữa không? Ồ. Rồi. Bắn xô vô khủng rồi nó. Đi học cảm ơn rồi. Em Quân thì bây giờ còn hiểu chuyện được nhiều rồi cô bác. Nhưng mà bé Hiếu thì cũng không có biết ra chuyện gì nữa. Ôi trời ạ. Cô cháy. Hai anh em nương tựa lẫn nhau. Bây giờ phải nói là những cái miếng cơm mà bé Hiếu đang ăn, những cái bộ quần áo mà bé Hiếu đang mặc như này, bây giờ đều là do cái đôi tay của em Quân đi làm về và để mua được những cái bộ quần áo, những cái món quà cho bé Hiếu thôi. Con cảm ơn cô bác, chị, cô chú, anh chị đã luôn giúp đỡ con và luôn quan tâm con. Con ạ, con biết ơn quý ông bà. Một lần nữa con cảm ơn bà Cindy đã gửi tiền cho con mua điện thoại. Và bây giờ con không được đi vay ai để gọi. Và bây giờ con tự có để mua, để gọi cho. Bây giờ con không phải chạy đi đâu để mượn ạ. Có thể nói là em Quân đấy cô bác, một người mà năm nay có 14 tuổi thôi. Em ấy còn rất là nhỏ, nhưng mà em ấy rất là hiểu chuyện và nói năng thì rất là lễ phép. Một lần nữa thì cháu được xin được thay mặt gia đình của em Quân cảm ơn tới quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân. Và thêm một lần nữa thì cháu được xin được cảm ơn tới bác Cindy, bác ở bên Mỹ. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Con biết ơn quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.